Thủ môn Bùi Tiến Dũng đi khám sức khỏe tâm thần vì vợ tây, sự thật về hôn nhân bất ngờ được hé lộ. Sau khi tổ chức lễ cưới với vợ tây và có thiên thần nhỏ kháu khỉnh, cuộc sống thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Vừa qua, hình ảnh anh chàng đi khám sức khỏe tâm thần đã bị thu hút sự chú ý. Nhắc đến cặp đôi Bùi Tiến Dũng Dianca, nhiều người nghĩ ngay đến đôi trai tài gái sắc của làng bóng đá Việt. Có thể nói hiếm có cặp đôi nào mà cả chàng và nàng đều vô cùng xinh đẹp, tài giỏi như gia đình Tiến Dũng. Tuy rằng hiện tại không còn giữ được phong độ, nhưng Tiến Dũng vẫn luôn là hậu phương vững chắc đằng sau. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh giấy khám sức khỏe tâm thần. Theo đó, bác sĩ kết luận rằng tình trạng sức khỏe tâm thần của nam thủ môn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn một phen xôn xao không biết vì sao mà thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Trước thắc mắc của người hâm mộ, thủ môn nổi tiếng cho biết đây là thủ tục cần thiết để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kết hôn cùng với vợ người Ukraine, người mẫu Dianka Zakidova. Nhiều khán giả phải bất ngờ chi biết dù đã có với nhau con trai nhưng mà Tiến Dũng và Dianka vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng. Theo đó, việc kiểm tra sức khỏe tâm thần mà anh chàng vừa mới thực hiện là một công đoạn quan trọng để chính thức danh chính ngôn thuận cùng nàng mẫu tây. Theo đó, căn cứ vào điều 20 nghị định 126/2014 NĐ-CP vừa hướng dẫn luật hôn nhân và gia đình, thì khi kết hôn với người nước ngoài bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc những bệnh khác mà không làm chủ hành vi của bản thân. Giấy xác nhận phải được cấp bởi những cơ sở y tế có thẩm quyền tại Việt Nam và nước ngoài. Thời gian thực hiện khám không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký hồ sơ. Bùi Tiến Dũng và vợ Dianka người Ukraine công khai hẹn hò từ tháng 8/2020 đến ngày 22/5/2022. Cặp đôi này tổ chức đám cưới Bà Rịa Vũng Tàu. Tiến Dũng và vợ người mẫu đã có một cậu con trai khấu khỉnh 8 tháng tuổi tên là Daniel. Con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng có vẻ ngoài vô cùng bụ bẫm đáng yêu, đôi mắt to tròn màu xám xanh, nước da trắng và mái tóc màu nâu nhạt. Cách đây hôm, người mẫu Dianka đã có một buổi tiệc sinh nhật 23 đáng nhớ. Người mẫu cho biết đây là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay của tôi vì có đủ thành viên trong gia đình giống như giấc mơ. Cô đặc biệt cảm ơn chồng, cảm ơn anh đã luôn tạo ra hạnh phúc mỗi ngày bằng hành động nhẹ nhàng ngọt ngào. Thật vui khi em gặp và có anh trong cuộc đời. Ngoài hoa và món quà hàng hiệu, Bùi Tiến Dũng còn dành tặng bà xã những lời ngọt ngào. Trong mắt thủ thành câu lạc bộ Công an Hà Nội, Dianka là người vợ xinh đẹp và tuyệt vời nhất. Anh biết ơn bà xã vì đã hy sinh nhiều điều vì gia đình. Thủ thành 26 tuổi hứa sẽ luôn yêu thương và nỗ lực hết mình để vợ con có cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với người vợ tuyệt vời của anh. Anh chúc em tuổi mới mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Anh tin rằng tình yêu sẽ giúp chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và cùng nhau khám phá những điều tuyệt vời phía trước. Chúc mừng sinh nhật em, anh yêu em rất nhiều. Bùi Tiến Dũng nhắn gửi tới vợ. Hiện tại Bùi Tiến Dũng thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, đóng quân tại trung tâm PVF Hưng Yên. Trong khi đó, vợ con anh vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành gốc Thanh Hóa thường tranh thủ mọi thời gian nghỉ để về thăm vợ con. Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, từng là người hùng của U23 Việt Nam, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đi xuống từ sau giải đấu đó khi liên tục phải ngồi dự bị câu lạc bộ Thanh Hóa, Hà Nội FC, Thành phố Hồ Chí Minh và không được gọi lên đội tuyển quốc gia trong 3 năm qua. Đầu mùa giải này, Tiến Dũng được bắt chính cho Công an Hà Nội trong 2 trận đầu tiên tại V-League 2023 nhưng mắc một số sai sót và đánh mất vị trí. Với việc Công an Hà Nội đã chiêu mộ thủ môn Philip Nguyễn, tương lai của Bùi Tiến Dũng càng trở nên mịt mờ tại đội đương kim vô địch V-League.